khách vừa ghé mình để lấy lăn xeon ha, và cũng quên cho mình cái feedback rất là chất luôn. Khách từng dùng qua rất là nhiều cái lăn rồi nhưng mà không có thích, vì thứ nhất là gây ố áo, cái thứ hai là đóng bợt, cái thứ ba là lâu khô, thì và cái thứ tư là nó cũng không khử mùi được nhiều. Thì sau khi mình giới thiệu cho khách về lăn xeon này thì khách dùng rất là thích luôn, và nói là một cây như thế này dùng rất là tiện, tuy có mắc hơn những cái lăn khác một chút nhưng mà so ra là rẻ hơn, vì dùng được rất là lâu luôn. Và đặc biệt cái em này khử mùi rất là tốt nha cả nhà, ngăn mồ hôi rất là tốt luôn. Các bạn nào mà thường xuyên đổ mồ hôi ở vùng nách đó, dẫn đến chúng ta bị mất tự tin trong giao tiếp, thì các bạn sử dụng thử cái sản phẩm này như mình nói đi. Vì mình bán rất là nhiều rồi và phản ánh của khách hàng về cái sản phẩm này cực kỳ tốt nha. Cảm nhận của khách rất là thích luôn. Và khi người ta sử dụng tốt thì người ta mới cho cảm nhận tốt, chứ không có ai mà đi mua một sản phẩm dở mà ca tụng nó là tốt được nha đâu các bạn nha. Vậy cho nên mình cam đoan với mọi người là khi mà mọi người sử dụng cái lăn này sẽ rất là thích luôn. Sản phẩm của Nu Skin Mỹ nha.